Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn khoa học lớp 4. Chúng ta học bài 28, 29, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm nước. Các bạn cùng cô đọc mục tiêu bài học ngày hôm nay. Một, nội dung nêu được một số biện pháp bảo vệ nguồn nước, nêu được các việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước, biết được tại sao cần tiết kiệm nước. Phẩm chất học sinh có ý thức bảo vệ nguồn nước, thực hành tiết kiệm nước tại gia đình, địa phương. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, hợp tác, kỹ năng sống, bình luận, đánh giá, trình bày thông tin về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước, xác định giá trị bản thân, đảm nhận trách nhiệm và bình luận trong việc tiết kiệm tránh lãng phí nước, giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ cách thức làm cho nước sạch, tiết kiệm nước, bảo vệ bầu không khí, giáo dục tiết kiệm nhiên liệu, học sinh biết những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước. Chúng ta cùng qua hoạt động đầu tiên, hoạt động 1, bảo vệ nguồn nước. Quan sát hình vẽ sách giáo khoa trang 58, 59 và trả lời các câu hỏi. Hãy mô tả những gì em thấy trong hình vẽ. Theo em, những việc làm đó nên làm hay không nên làm, vì sao? Các bạn sẽ dừng video clip lại và trả lời cho cô hai câu hỏi này. Mô tả những gì em thấy trong hình vẽ. Hình 1 là ống nước bị vỡ. Hình 2 là bức rác sinh hoạt xuống sông, xuống suối, xuống nguồn nước. Hình 3 là bỏ rác vào thùng. Hình 4 là xây dựng nhà tiêu tự hoại. Hình 5, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ xung quanh cái nguồn nước. Hình 6 là xây dựng hệ thống thoát nước thải. Những việc nên làm và không nên làm là: hình 1, hình 2 là những việc không nên làm. Hình 1, nếu ống nước bị vỡ thì chất bẩn sẽ thấm vào nguồn nước và là gây ra ô nhiễm nguồn nước. Hình 2 là chúng ta không được xả rác thải sinh hoạt xuống nguồn nước, xuống sông, xuống suối, xuống ao, xuống hồ. Vì làm như vậy, nguồn nước của chúng ta sẽ gây ô nhiễm. Vì vậy, chúng ta sẽ không nên làm những việc ở hình 1, hình 2 và chúng ta cũng nên nhắc nhở gia đình chúng ta không thực hiện những việc này. Hình 3, hình 4, hình 5 là những cái việc làm đúng để bảo vệ nguồn nước, nên đó là những việc chúng ta phải làm. Ngoài những cái việc nên làm trong hình trên thì chúng ta cũng có một số những cái hình ảnh về những việc nên làm để bảo vệ môi trường, như là vệ sinh chuồng trại nè, làm vệ sinh ở dòng sông nè, đây là nhà máy xử lý nước thải nè. Chúng ta tham gia các hành trình xanh là dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ ở các tuyến đường, ở sông suối nè. Hoặc là chúng ta có thể là trồng rừng và bảo vệ rừng nè. Kết luận, để bảo vệ nguồn nước, cần giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước, giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước. Không được phá ống nước làm chất bẩn thấm vào nguồn nước. Xây dựng nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn để phân không thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước. Nhà tiêu phải làm xa nguồn nước. Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa, xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung. Chúng ta đã biết cách bảo vệ nguồn nước, thì bây giờ cô và các bạn cùng qua hoạt động 2, tiết kiệm nước. Một, những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước. Quan sát hình 1 đến hình 6 trong sách giáo khoa trang 60 trả lời các câu hỏi. Em A, em nhìn thấy những gì trong hình? B, theo em những việc nào nên làm và những việc nào không nên làm, vì sao? Các bạn cũng sẽ dừng video clip lại và trả lời hai câu hỏi này. À, những gì mình thấy trong hình là: hình 1 là khóa vòi nước không để nước chảy tràn. Hình 2 là không khóa vòi nước để nước chảy tràn. Hình 3 là không báo thợ khi vòi nước bị vỡ. Hình 4 là không khóa vòi nước khi không sử dụng. Hình 5 là khóa vòi nước khi mà không sử dụng. Hình 6 là sử dụng nước để nghịch và tưới cây quá nhiều nước. Những việc nên làm là hình 1, hình 3, hình 5 là những việc nên làm để tiết kiệm nguồn nước. Hình 2, hình 4, hình 6 là những việc không nên làm, vì đây là những việc không có tiết kiệm nguồn nước, rất là lãng phí nước nha. Và qua những cái tranh ảnh này thì mình thấy là mình có thể tiết kiệm nước một cách dễ nhất, dễ dàng.
2. Cần phải thực hiện tiết kiệm nước. Quan sát hình 7 và hình 8 sách giáo khoa trang 61 thực hiện yêu cầu sau. A. Nêu nội dung hình 7, 8 và 8. Em có nhận xét gì về hình B trong hai hình? C. Bạn nam ở hình 7A nên làm gì, vì sao? Nêu nội dung hình 7 và hình 8. Hình 7 là một bạn nam tắm dưới vòi sen và dặn vòi sen ở hết to, hết mức. Hình 7B là bạn nam này dặn nước ra mà không có nước. Hình 8A là bạn nam tắm vòi sen vừa phải. Hình 8B là bạn nữ có nước đang chờ vặn nước đầy để mang về. Bạn trai ngồi đợi mà không có nước với cái khuôn mặt rất là buồn vì bạn ở bên nhà bên đã xả vòi sen to hết mức. Bạn gái vui vẻ chờ nước chảy đầy xô về vì bạn trai nhà bên vặn vòi sen vừa phải. Bạn nam ở hình 7A nên vặn nước vừa phải để tiết kiệm nước. Vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước? Vì để người khác có nước dùng nè. Tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền. Nước sạch không phải tự nhiên mà có. Phải mất nhiều công sức của nhiều người mới có. Chúng ta cần làm gì để tiết kiệm năng lượng nước? 6 cách dễ dàng để tiết kiệm nước. Bất ngờ. Chúng ta nên khóa nước trong khi đánh răng, cạo râu. Hai bàn tay đang chà sát, xà bông. Tắm bằng vòi hoa, sen thay vì tắm trong bồn, chậu. Bạn chỉ nên bấm máy giặt khi có đủ số lượng quần áo. Nên dùng xô để đựng nước lau sàn, rửa xe thay vì xả chọi, chúng sẽ tiết kiệm được nhiều nước. Thường xuyên kiểm tra hệ thống nước để chắc chắn rằng nó không bị rò rỉ. Tái sử dụng nước bằng cách giữ lại nước cuối khi rửa rau, giặt quần áo, để tưới cây, dọn nhà vệ sinh hoặc là rửa chân. Em cần biết, phải tốn nhiều công sức tiền của mới có nước sạch để dùng, vì vậy không được lãng phí nước. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác được dùng. Kết luận, tiết kiệm nước vì nước sạch không tự nhiên mà có, phải tốn nhiều công sức tiền của mới có được, góp phần bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm tiền của để người khác có nước dùng. Chúng ta quan sát những cái hình ảnh này, chúng ta thấy là đây là những hình ảnh mà nước sạch rất là khan hiếm, mọi người là không có để dùng. Vì vậy chúng ta phải biết tiết kiệm nước ha. Tiết kiệm nước vì nguồn nước nó không có vô tận, và tiết kiệm nước cho mình và cho người khác sử dụng nữa. Ghi nhớ, để bảo vệ nguồn nước cần giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước, giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước, không đục phá ống nước làm chất ẩn thấm vào nguồn nước, xây dựng nhà tiêu tự hỏa, nhà tiêu hai ngăn để phân không thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước. Nhà tiêu phải làm sang nguồn nước, cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa, xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung. Phải tốn nhiều công sức tiền của mới có nước sạch để dùng, vì vậy không nên lãng phí nước. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác được dùng. Các bạn về nhà sẽ xem lại nội dung bài học ngày hôm nay và nhớ cho cô rằng chúng ta phải biết bảo vệ nguồn nước, tránh xả rác bừa bãi, xả rác xuống dòng sông, kênh, rạch để bảo vệ nguồn nước. Và chúng ta bảo vệ nguồn nước đó, chúng ta mới có nước để chúng ta dùng. Và khi dùng nước, chúng ta phải tiết kiệm nước. Các bạn chuẩn bị cho cô bài học tiếp theo. Cô chào các bạn.